6 cầu thủ là Tống Đức An, Trịnh Đức Lợi, Trần Văn Biểu, Nguyễn Bá Dương, Ngô Xuân Toàn và Nguyễn Hữu Sơn đã đạt được thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Quảng Nam ở mùa giải 2021. Đây là thông tin không có gì bất ngờ bởi huấn luyện viên trưởng hiện tại của đội bóng xứ Quảng là Nguyễn Thành Công, từng dẫn dắt câu lạc bộ Sài Gòn và biết rất rõ về năng lực của các cầu thủ kể trên. Thêm vào đó, việc Quảng Nam phải xuống chơi tại giải hạng nhất cũng khiến đội bóng mất đi nhiều nhân sự. Cùng với 6 cái tên này, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cũng sẽ ký hợp đồng với một học trò cũ khác là Nguyễn Đình Bảo, người từng làm việc với ông tại đội trẻ Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn và Thanh Hóa trước đây. Trong khi đó, sau thành công của những vụ trao đổi cho mượn cầu thủ trong mùa giải vừa qua, Thao Quảng Ninh và Hải Phòng đã tiếp tục có thêm những thương vụ khác, và lần này là bộ đôi Hữu Khôi và Quang Huy. Theo đó, hai cầu thủ này sẽ chuyển tới thi đấu tại sân Lạch Tray ở mùa giải 2021 theo dạng cho mượn, sau khi không được thi đấu nhiều trong màu áo Thao Quảng Ninh ở mùa giải 2020. Chiều nay, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất bản hợp đồng với tiền vệ Lê Sĩ Minh. Bản hợp đồng giữa hai bên có thời hạn 3 năm. Trước đó hồi giữa tuần, cầu thủ người Thái Bình và Dược Nam Hà Nam Định đã đi đến thống nhất về việc thanh lý hợp đồng sớm do hai bên không tìm được tiếng nói chung về các điều khoản trong hợp đồng cũ. Với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đây là sự bổ sung cần thiết với đội bóng này ở thời điểm hiện tại, bởi đội bóng vừa nói lời chia tay với hàng loạt cầu thủ do hết hạn hợp đồng.